Như anh em cũng đã thấy thì trong cái khuôn khổ vòng sơ loại Euro 2024 được diễn ra ở cái buổi tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai thì có rất nhiều những cặp đấu vô cùng hấp dẫn được diễn ra. Nhiều lắm anh em ạ, rất rất nhiều. Với rất nhiều những trận cầu được diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai thì kèo bóng tôn tử cũng không thể nào lên hết video để tham vấn kèo chơi cho anh em được. Tuy nhiên thì những chuyên gia trong ekip kèo bóng tôn tử chúng tôi luôn có rất nhiều những cái thông tin tốt nhất về những cặp đấu này để tham vấn cho anh em. Nếu như anh em mà chưa có những cái thông tin về những cái cặp đấu này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram a còng kèo bóng tôn tử để anh em nhận được những cái tham vấn tốt nhất cũng như là những cái mã kèo chất lượng nhất trong những cái trận cầu được diễn ra ở buổi tối cũng như là rạng sáng ngày mai anh em nhé. Và như anh em cũng đã biết thì ngày hôm qua tôi cũng chỉ lên duy nhất cho anh em một trận cầu, đó là trận đấu giữa Armenia với cả Croatia. Ở cái trận đấu này nếu như những ai mà đã xem video nhận định của tôi thì anh em cũng đã có được những cái chiến thắng vô cùng là rực rỡ anh em nhé. Với cái mã kèo chính ngày hôm qua thì tôi cũng chỉ cho anh em đầu tư duy nhất ở cái mã kèo đó là xỉu trận 2-3 phần tư mà thôi. Còn ở cái mã kèo phụ thì anh em có thể thấy tôi cũng đã cho anh em vào cái mã kèo đó là Croatia chấp 1-1 phần tư góc cho hiệp 1. Croatia chấp 2 góc cho cả trận và tỷ lệ góc ở trận đấu này thì nghiêng hẳn về Croatia kể cả trong hiệp 1 lẫn cả trận thì cũng đã mang lại cho anh em một cái niềm vui bất tận khi cũng đã đồng hành cùng với kèo bóng tôn tử rồi. Ngày hôm qua khi lên video thì tôi cũng chỉ có lên duy nhất một trận cầu giữa Croatia với Armenia mà thôi. Tuy nhiên thì ở trong nhóm hôm qua anh em đầu tư với rất nhiều những trận cầu. Anh em có thể thấy rất nhiều những trận cầu kể cả từ cái trận Croatia thì anh em cũng đã ăn tưng bừng. Khi mà tôi cũng đã cho anh em đầu tư vào cái mã kèo đó là xỉu trận Croatia cùng với đó là Croatia chấp góc rất là rực rỡ anh em nhé. Không những trận đấu này thì ngày hôm qua tôi cũng đã cho anh em đầu tư rất nhiều những trận đấu đây anh em có thể thấy. Đây là cái trận cầu ngày hôm qua mà tôi cũng đã cho em đầu tư ở cái trận đấu giữa xứ Wales với Latvia thì anh em cũng đã có được cái chiến thắng rất là rực rỡ rồi. Tiếp đến là trận cầu giữa Slovakia với cả Liechtenstein thì anh em cũng đã rất là rực rỡ anh em nhé. Còn ở cái trận cầu giữa Bồ Đào Nha với Luxembourg thì anh em cũng đã rất rực rỡ với những cái mã kèo mà tôi cũng đã cho anh em đầu tư rồi. Như vậy là một ngày nữa tôi cũng đã tiếp tục mang lại niềm vui chiến thắng cho toàn thể anh em rồi. Xin chúc mừng toàn thể những anh em nào đã đồng hành cùng với kèo bóng tôn tử trong những khoảng thời gian vừa qua thì cũng đã mang lại những cái lợi nhuận vô cùng là lớn lao rồi. Rồi, trở lại với cái video này thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một trận cầu vô cùng hấp dẫn. Đó là trận đấu giữa Tây Ban Nha với đảo Sip anh em nhé. Đây là trận đấu mà kèo bóng tôn tử cũng đã tâm đắc nhất trong những cái cuộc gặp gỡ của cái vòng sơ loại Euro 2024 trong cái buổi tối nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Như chúng ta cũng đã biết thì Tây Ban Nha cũng mới giành thắng lợi lên tới 7-1 trước Georgia ở cái lượt trận vừa rồi. Với cái thành tích này thì Tây Ban Nha cũng đã có được kết quả đầy thuận lợi trong cái đợt tập trung của cái tháng 9 này. Đồng thời thì cũng giúp cho đội bóng này tạo lên một cái lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé tham dự Euro 2024 khi cũng đã vươn lên đứng ở vị trí thứ hai tại cái bảng A với 6 điểm sau 3 lượt trận. Và họ cũng đang kém 9 điểm so với đội dẫn đầu bảng là đội tuyển Scotland. Tuy nhiên thì Tây Ban Nha cũng đang kém đội dẫn đầu bảng là Scotland lên đến 9 điểm. Nhưng Tây Ban Nha cũng mới chỉ có thi đấu 3 trận mà thôi, đang ít hơn so với đội dẫn đầu 2 trận. Với một cái chỉ số vô cùng là ấn tượng khi Tây Ban Nha cũng đã ghi được 10 bàn thắng vào lưới của đối phương. Trong khi đó thì họ cũng mới chỉ nhận về có 3 bàn thua mà thôi. Thì Tây Ban Nha cũng đang hứa hẹn sẽ là đội bóng mang lại cái niềm vui chiến thắng cho toàn thể anh em đầu tư vào cái kênh này trong khoảng thời gian tới đây anh em nhé. Và tiếp tục đến cái lượt trận thứ tư của Tây Ban Nha thì Tây Ban Nha sẽ tiếp đón đội tuyển đảo Sip ngay trên sân nhà của mình. Và trước một cái đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng đấu này thì một kết quả khởi sắc cũng như là có được 3 điểm trọn vẹn dành cho thầy trò huấn luyện viên Fuente cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Khi mà chúng ta biết được là Tây Ban Nha đang sở hữu một cái đội hình cực kỳ khủng, họ đang có một cái phong độ vô cùng thăng hoa ở những cái trận đấu gần đây anh em nhé. Như chúng ta cũng đã biết thì trước khi quay trở lại với đấu trường này thì Tây Ban Nha cũng giành được chức vô địch tại cái giải Nations League do Hà Lan tổ chức. Và cũng chính vì cái chiến thắng này cũng đã giúp cho đoàn quân nhà Fuente đã có thêm rất nhiều những cái tự tin trong những cái trận đấu thuộc cái cấp quốc tế tới đây anh em nhé. Và niềm tin ấy thì càng được củng cố khi chúng ta biết rằng ở cái trận đấu này Tây Ban Nha sẽ được chơi ngay trên sân nhà, nơi mà họ cũng đã có được chiến thắng lên tới 6 trên 8 trận đấu gần nhất.
Cùng với đó thì họ cũng đã thắng kèo ở 6 trên 8 cái trận đấu này. Còn về phía đối diện là đảo Sip thì chúng ta có thể thấy được một cái phong độ khá là tồi tệ của đội bóng này trong cái khoảng thời gian gần đây. Đảo Sip trải qua 5 cái trận đấu thì họ cũng mới chỉ có được một trận hòa cho mình trước Almeria mà thôi. Còn lại thì họ cũng đã thua toàn tập ở 4 cái trận đấu này. Ở cái trận đấu khi gặp Scotland thì đảo Sip cũng đã thua lên đến 3-0. Ở trận đấu gặp Georgia thì đảo Sip cũng đã để thua Georgia ngay trên sân nhà với tỷ số lên đến 1-2. Ở chuyến làm khách trước La Uy thì đảo Sip cũng tiếp tục để thua lên đến 3-0. Quay trở lại với đấu trường này ở cái tháng 9 này thì đảo Sip tiếp tục để thua Scotland lên đến tỷ số là 0-3. Với cái kết quả này thì đồng nghĩa là đảo Sip cũng đã bị loại khỏi cái danh sách của cái bảng đấu này rồi. Và những cái trận đấu tới đây của đảo Sip thì chúng ta có thể thấy được là họ cũng chỉ tham gia với tính chất là thủ tục thôi anh em nhé. Còn thắng thua với họ bây giờ cũng đã không còn quan trọng gì nữa rồi. Vì thế cái chuyến làm khách trên sân nhà của Tây Ban Nha được diễn ra vào lúc 01 giờ 45 phút rạng sáng ngày mai thì chắc chắn là đảo Sip sẽ nhận về một cái thất bại lặng lẽ cho mình anh em nhé. Ở Tây Ban Nha ở trận đấu này gần như họ đã có được một chiến thắng cũng như là 3 điểm trọn vẹn cho mình rồi. Tuy nhiên thì họ sẽ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt là bao nhiêu mà thôi. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là giới chuyên gia họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng đậm dành cho Tây Ban Nha ngay trên sân nhà của mình. Điều này cũng được thể hiện bằng cái mức kèo chấp ở thời điểm hiện tại khi mà nhà cái đang để ở cái mức chấp lên đến 3 phần 4 cho cả trận với điểm ăn đang là khá thấp có 0.89 mà thôi. Tài xỉu ở trận đấu này thì nhà cái cũng đang để cái mức là 4 1 phần 4. Kèo chấp hiệp 1 thì nhà cái đang để cái mức là 1 1 phần 2, còn tài xỉu hiệp 1 đang là 1 3 phần 4. Với những cái thông tin mà chúng tôi cũng vừa mới đề cập với anh em thì chúng ta có thể thấy được là Tây Ban Nha khi mà họ chơi trên sân nhà thì họ sẽ chơi rất là bùng nổ. Cùng với đó thì ở cái bảng đấu này chúng ta có thể thấy được là Tây Ban Nha cũng đang rất cần có được nhiều chiến thắng để cạnh tranh về cái hiệu số bàn thắng bại cùng với cả đội đang đầu bảng anh em nhé. Xét về cái thành tích tại cái bảng đấu này thì Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại họ mới thi đấu 3 trận đấu, họ có 6 điểm. Chắc chắn trận đấu này họ sẽ giành được một chiến thắng nữa là chiến thắng thứ ba của mình và họ có được 9 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên thì cái hiệu số bàn thắng bại cũng đánh giá cho một cái thành tích tốt cho những cái đội bóng tại cái bảng đấu này. Vì thế Tây Ban Nha họ sẽ tận dụng vào cái cơ hội này. Khi chỉ gặp một cái đội bóng yếu thì Tây Ban Nha họ sẽ bung sức để giành về cho mình rất nhiều những cái bàn thắng để cạnh tranh cái tấm vé nhất bảng để giành cái quyền tự quyết cho mình khi tham dự cái vòng chung kết Euro 2024. Và chắc chắn trận đấu này thì Tây Ban Nha họ cũng quyết tâm sẽ có được nhiều bàn thắng để mang về cho người hâm mộ có được cái niềm vui trên sân vận động của mình. Cùng với đó thì họ cũng sẽ còn một cuộc chạm trán ở cái lượt về cùng với Scotland. Nếu như Tây Ban Nha mà đánh bại Scotland thì Tây Ban Nha hoàn toàn có thể vươn lên vị trí đầu bảng vì họ hơn đội bóng này rất nhiều về cái mặt hiệu số phúc anh em nhé. Và như anh em cũng đã thấy trên màn hình ở thời điểm hiện tại, với cái quyết tâm có được 3 điểm cũng như là có được nhiều bàn thắng mang về cho người hâm mộ thì chúng ta có thể thấy được là huấn luyện viên Funente cũng đã đưa ra một cái sơ đồ chiến thuật là phản công tổng lực với sơ đồ là 4-3-3, gồm rất nhiều những cái trụ cột của họ đang thi đấu cho những câu lạc bộ lớn như là Lico William hay là Morata hay là Yamal. Ở cùng với đó là Gavi, Jori và Ruiz. Những cầu thủ này chắc chắn ở trận đấu này họ sẽ mang đến một cái cơn mưa bàn thắng. Ở trong khi đó thì đảo Sip ở trận đấu này họ ra sân với sơ đồ là 3-5-2. Với cái sơ đồ này thì chúng ta có thể hình dung là đảo Sip họ sẽ đánh chặn từ khu vực giữa sân. Tuy nhiên với cái sơ đồ như thế này thì chắc chắn sẽ không thể làm khó được cái chiến thuật Titicaca mà Tây Ban Nha sẽ dành tặng cho đảo Sip ở trận đấu này. Nếu như ở đảo Sip sử dụng cái sơ đồ này thì chúng tôi tin là trận đấu này đảo Sip sẽ thua cách biệt không dưới 5 bảng anh em nhé. Tuy nhiên thì đây cũng mới chỉ là cái sơ đồ dự kiến của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại mà thôi. Có thể là khi sát giờ bóng lăn, hai đội bóng này sẽ thay đổi những cái chiến thuật lối chơi của mình để họ hướng đến một cái kết quả tích cực hơn. Chắc chắn là Tây Ban Nha họ sẽ sử dụng cái sơ đồ là 4-3-3 hoặc là 4-2-3-1 để tìm được những cái bàn thắng ngay trên sân nhà của mình rồi. Còn đảo Sip với cái sơ đồ này có thể là họ sẽ chuyển về cái sơ đồ là 5-4-1 hoặc là 4-4-2 để họ phong bế cái hàng công của bên Tây Ban Nha. Tuy nhiên thì với một cái đẳng cấp cũng như là chiều sâu đội hình, Tây Ban Nha đang là một cái đội bóng hàng đầu thế giới. Vì thế họ sẽ có được nhiều chiến thuật tấn công vào khu vực trung lộ của đảo Sip để mang về nhiều bàn thắng trong trận đấu này.
Và với cái sơ đồ như thế này thì chúng tôi cũng đã hướng đến một trận đấu sẽ có nhiều góc cũng như là nhiều bàn thắng được tạo lên ở cái đội tuyển Tây Ban Nha anh em nhé. Với những cái phân tích ở thời điểm hiện tại như thế thì ở trận đấu này chúng tôi đang hướng đến một kịch bản sẽ là tưng bừng bàn thắng dành cho đội tuyển chủ nhà Tây Ban Nha. Vì thế với cái mã kèo chấp ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể cân nhắc cho tôi ở cái mã kèo đó là Tây Ban Nha chấp 3 3 phần tư bóng cho cả trận. Cùng với đó anh em có thể chọn cái mức kèo đó là Tây Ban Nha chấp 1 1 phần 2 bóng cho hiệp 1 là hai cái mã kèo tối ưu nhất để anh em có thể đầu tư mang về cái thắng lợi lớn cho mình trong trận đấu này nhá. Còn ở cái mã kèo tài xỉu thì chúng ta có thể thấy được nhà cái đang để cái mức là 4.25, có nghĩa là 41 phần 4. Với cái mã kèo này thì chúng ta có thể hình dung đến là đảo ship gần như là sẽ không có được một bàn thắng nào cho mình. Tất cả mọi cái thống kê chỉ nghiêng hẳn về Tây Ban Nha. Và thay vì đánh vào cái mã kèo tài trận đấu này thì chúng ta nên chọn là Tây Ban Nha chấp 3 3 phần 4 bóng với cái điểm ăn đang là 0.89 sẽ là ngon hơn rất nhiều với cái điểm ăn của cửa tài anh em nhé. Còn nếu như anh em mà chọn tài cho trận đấu này thì lặng thà anh em hãy chọn vào một cái mã kèo đặc biệt của nhà cái đưa ra, đó là anh em đi xỉu 1 cho đội khách ở trận đấu này là cái mã kèo sáng nhất để anh em có thể đầu tư được. Tuy nhiên thì ở thời điểm này khi mà Tôn làm video thì Tôn không show trang của Tôn chơi lên. Vì thế cái mã kèo này anh em có thể vào trang chính của mình để chơi anh em nhé. Còn về cái mã kèo góc thẻ thì sao? Ở cái trận đấu này chúng ta có thể thấy được là giới chuyên gia họ đang đánh giá rất cao cho một thế trận một chiều dành cho Tây Ban Nha. Khi mà cái mức kèo chấp góc ở thời điểm hiện tại nhà cái để lên cái mức chấp tới 6 hòa cho Tây Ban Nha. Cùng với đó tài xỉu góc thì nhà cái cũng chỉ để ở cái mức là 9 hòa mà thôi. Với cái mã kèo góc như thế này thì chúng ta có thể hình dung là Tây Ban Nha gần như họ hoàn toàn làm chủ thế trận rồi. Và để mà đảo ship có được những cái pha tấn công cho mình thì rất khó khi mà Tây Ban Nha họ đang sở hữu một cái đội hình rất là đồng đều từ hàng thủ cho đến hàng công. Vì thế với cái mã kèo góc ở thời điểm hiện tại thì anh em cũng có thể cân nhắc cho tôi với cái mã kèo đó là anh em chọn Tây Ban Nha chấp 6 góc cả trận với điểm ăn đang là 0.88 là cái mã kèo cũng là khá ok để anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo góc anh em nhé. Ở cái trận đấu này khi mà đảo ship họ cũng đã không còn gì để phấn đấu với một cái tâm thế là đội đã bị loại thì sẽ tạo lên cho họ nhiều cái cảm giác chán nản và cũng không còn tinh thần muốn thi đấu để giành được một kết quả tốt nữa. Vì thế ở trận đấu này chúng tôi cũng đang hướng đến một trận cầu sẽ có ít thẻ được trọng tài rút ra. Với cái mức kèo thẻ phạt ở trận đấu này mà nhà cái đưa ra là cái mức tài xỉu đang là 5.5 hoặc là 5.75 thì anh em có thể cân nhắc cho tôi ở cái mã kèo là xỉu thẻ 5.75 hoặc là 5.5 là hai cái mã kèo cũng khá ok để anh em đầu tư mang về cái thành quả cho mình nhé. Rồi, như vậy là Tôn cũng đã lên nhận định và tham vấn kèo chơi cho anh em về trận cầu giữa Tây Ban Nha với cả đảo Síp được diễn ra vào lúc 01:45 rạng sáng ngày mai, ngày 13 tháng 9 năm 2023. Với ba cái mã kèo mà Tôn cũng đã lên tham vấn để dành tặng cho toàn thể quý anh chị em, thì ở thời điểm hiện tại anh em cũng chỉ lên chơi vui vẻ văn nghệ cà phê mà thôi anh em nhé. Vì những cái mã kèo này thì cũng chưa chắc đã phải là những cái mã kèo mà chúng tôi sẽ chốt cho anh em đầu tư mạnh trong các cái hội nhóm. Vì cái đội hình ở thời điểm hiện tại cũng chưa phải là cái đội hình mà hai vị huấn luyện viên họ sẽ tung ra trong trận đấu này. Có thể là những cái mã kèo mà Tôn đang tham vấn cho anh em trên video như thế này cũng sẽ là những cái mã kèo mà Tôn sẽ chốt cho anh em chơi mạnh tay trong các hội nhóm nếu như đội hình cũng như là cái mặt con người ra sân ở trận đấu này nó còn giữ nguyên. Còn nếu như nó thay đổi đi mà đảo Síp họ sẽ sử dụng sơ đồ hóa khác hoặc là Tây Ban Nha ở trận đấu này họ rút ra nhiều những cái trụ cột để thay vào đó những cái cầu thủ trẻ tìm ra những cái nhân tố mới nhất thì lúc đó những cái mã kèo mà Tôn sẽ cho anh em đầu tư trong nhóm nó sẽ khác đi anh em nhé. Còn nếu như anh em mà xác định chơi to chơi lớn và đầu tư để ăn thua với nhà cái thì các bạn hãy chủ động kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram a còng kèo bóng Tôn Tử để anh em có thể nhận được những cái tham vấn tốt nhất trước khi trận đấu này diễn ra. Và hơn nữa nếu như anh em mà muốn vào nhóm đầu tư cùng với Tôn đường dài để anh em nhận về những cái mã kèo chất lượng nhất trong cái trận đấu này cũng như là tất cả những trận cầu tâm điểm được diễn ra trong cái khung giờ 01:45 rạng sáng ngày mai thì anh em hãy chủ động liên hệ cho Tôn nha anh em nhé. Và Tôn cũng sẽ không ngại ngần gì mà đưa anh em vào nhóm để tham gia đồng hành cùng với Tôn mà cũng không đòi hỏi bất cứ một cái đồng lộc lá nào từ anh em.
Khi mà anh em tìm đến Tôn, chỉ cần anh em dành cho chúng tôi những cái sự tôn trọng bằng những cái lượt like cũng như là lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh chúng tôi ngày càng phát triển và kiếm được đồng ra đồng vào từ YouTube là chúng tôi cũng đã thỏa mãn với những gì anh em đã giúp đỡ chúng tôi rồi. Khi anh em tham gia vào nhóm thì các bạn sẽ thấy được những cái cuộc chơi chất lượng của chúng tôi nó có cái sự viên mãn như thế nào. Từ những cái mã kèo Handicap cũng như là kèo tài xỉu chúng ta đều ăn. Không những thế, những cái trận đấu tôi đưa ra những cái mã kèo độc đắc như là kèo tỷ số cũng là rất chính xác để anh em chúng ta đầu tư mang về cái thành quả lớn cho mình. Hơn nữa thì khi anh em tham gia vào nhóm của tôi, anh em sẽ thấy được những cái mã kèo xiên mà tôi dành tặng cho anh em mang về những cái lợi nhuận cực kỳ lớn lao. Vì thế anh em xác định đầu tư để ăn thua với nhà cái thì anh em hãy nhanh chóng liên hệ cho tôi qua địa chỉ Zalo 0832 406091 anh em nhé. Rồi, tổng kết ở trận đấu này thì tôi cũng đã dành tặng cho anh em 3 mã kèo. Đó là anh em chọn Tây Ban Nha chấp 3 3 phần 4 bóng cả trận, Tây Ban Nha chấp 1 1 phần 2 bóng cho hiệp 1 và Tây Ban Nha chấp 3 góc cả trận. Với 3 cái mã kèo này thì tôi hy vọng là anh em chúng ta sẽ có được cái sự đầu tư mang về cái thành quả thắng lợi lớn cho mình trong cái trận cầu này anh em nhé. Còn bây giờ thì tôi cũng xin khép lại cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.